Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Chuyện tình cảm của các idol luôn là đề tài khiến người hâm mộ quan tâm. Song đây là một vấn đề khá nhạy cảm với các nghệ sĩ nên họ cũng ít khi chia sẻ trước công chúng. Thế nhưng vẫn có không ít lần họ bị dò hỏi về chuyện người yêu cũ trong các show truyền hình. Khi ấy phản ứng của các thần tượng khiến nhiều người bất ngờ. Somi. Nói về chuyện người yêu cũ, Somi chắc chắn là người có phản ứng dữ dội nhất trong giới K-pop. Có lần cô nàng chia sẻ về chuyện này trong một chương trình truyền hình. Nữ idol kể rằng bạn trai cô từng quen hồi cấp 2 đã từng quay sang thích bạn thân của cô chỉ sau 2 tuần hẹn hò. Câu chuyện này có lẽ khiến Somi vẫn còn khó chịu đến hiện tại. Sau đó, khi được MC hỏi, cô thẳng thừng nhắc tên người yêu cũ, dùng từ ghét set kit. Đây là tiếng lóng dùng để nói về những chàng trai không tốt ở Hàn Quốc. Phản ứng gay gắt này của Somi khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều khá bất ngờ. Bên cạnh đó thì nhiều fan cũng cảm thấy nữ idol khá ngầu khi nhắc về người yêu cũ. John Somin. Trong một tập phát sóng của Running Man, John Somin từng khiến khán giả sửng sốt khi cô bất ngờ rơi lệ. Đó là khoảnh khắc nữ diễn viên nhớ về người yêu cũ của mình. Cụ thể, khi đang trên xe nghe nhạc cùng với các thành viên, cô bỗng trải lòng về chuyện tình cảm. Cô cho biết bài hát đang phát từng được người yêu cũ hát và khi ấy Somin đã âm thầm ghi âm rồi tự nghe lại mỗi khi một mình. Sự xúc động của Somin khiến các nghệ sĩ khác phải giật mình. Sau đó họ tò mò về cuộc sống hiện tại của người ấy. Lúc này nữ diễn viên quay sang máy quay và nói rằng bây giờ anh sống ra sao và có tốt không? Crystal của FX. Tháng 6 năm 2016, Crystal và Kai của EXO từng công khai mối quan hệ yêu đương với nhau. Thời điểm đó cặp đôi gây sốc vì tổ hợp visual đỉnh cao. Song cũng vì khối lượng công việc quá lớn, cả hai đã không còn bên nhau nữa. Sự tan vỡ của một bộ đôi nhan sắc này từng gây khá nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Crystal khi nhắc về người cũ, cô thẳng thừng dập tắt hy vọng với nhiều fan. Trong đó có lần tham gia live 3, nữ idol chia sẻ: tôi là kiểu người mà một khi đã chia tay, mọi chuyện coi như kết thúc hẳn. Tôi cố làm tốt nhất có thể khi hẹn hò, để chúng tôi chia tay mọi thứ thật sự kết thúc. Tôi không có suy nghĩ quay trở lại với người đó. Yuna của SNSD. Vào năm 2014, cả mạng xã hội từng chấn động vì tin tức hẹn hò của Lee Seung Gi và Yuna. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả vì tính cách dễ thương và độ đẹp đôi. Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, họ đã quyết định đường ai nấy đi do lịch trình quá bận rộn. Đến năm 2017, khi tham gia Knowing Brother, Yuna bị Kim Hee-chun thẳng thừng nhắc đến Lee Seung Gi. Lúc này, nữ idol không những không tức giận mà còn thể hiện thái độ rất bình thản. Có lẽ sau khi chia tay, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Sandara Park. Khác với mọi người, Sandara Park khi nhắc về người yêu cũ lại khiến dân tình bật cười. Trong một lần tham gia một chương trình, nữ idol chia sẻ về bạn trai trước đây là người Philippines. Tuy nhiên, thay vì buồn bã đau khổ, Dara cho rằng kinh nghiệm quý báu nhất sau lần chia tay đó là việc cải thiện khả năng ngoại ngữ. Theo cựu thành viên của 21, cũng thừa nhận rằng hẹn hò là cách tốt nhất để kỹ năng ngoại ngữ được nâng cao. Câu chuyện về tình cũ của Dara khiến dàn nghệ sĩ không nhịn nổi cười. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.